Em xin chào cả nhà. Em chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Em chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà ơi, hồi sáng á, em cũng có đi chợ sớm á, em mua được ít sườn non với lại cái này là con sò. Hôm nay em sẽ nấu sò cho cả nhà ăn. Cái này thì rau kèm có giá với lại củ cà gót. Cái này thì rau rau gì tự nhiên nói quên nữa. Ngò gí. Ngò gí. Kêu mà ngò gí đi. Còn cái này thì cái chị bán chỉ cho được củ hành tây, chỉ kêu về để vô nước súp cho nó trong. Bây giờ mời cả nhà đi vô bếp cùng hai anh em em. Đi anh ơi. Anh gọt củ cải cho. Dạ. Giờ em gọt củ cải cả nha. Gọt củ cải nấu con sò. Em bắt cái nước lên em. Bắt nồi nước, nấu nồi nước ngọt đi. Trụng thịt xong rồi cái nấu nước ngọt đi. Củ cải xong là bỏ vô được rồi. Giờ em bắt cái nồi nước lên em nấu nước súp. Lửa. Sáng gió hết sức gió. Tới trưa thì đứng gió. Lửa cháy mạnh rồi, cho vô. Chẳng biết bên đây trống, em bắt nước lên để mà em trụng thịt luôn cả nhà. Sò lạnh như sáng nó còn lạnh như sao. Ừ, nó lò củi này cho nó nóng nấm lên chút. Cái như không... có than gì đó. Dạ. Nhưng mà bắt cái gì. Nào mấy anh em mình xuống mấy cái hồ dưới kia câu anh thôi. Rồi ngồi dưới cái còn cá. Anh em mình đi xuống dưới câu bữa rồi. Bữa nào rảnh cái anh em mình đi ha. Có vậy cái em phải đi câu cá. Cá nó vui. Không phải câu. Nếu là mình câu được con cá mình vui thôi. Mới lột mấy củ hành tím nè, em đập cũng dập này, giờ em cho vô trong nồi súp luôn. Nước cũng sôi, giờ em cho thịt vô em trụng luôn. Nãy em cũng có cho vô đây hết miếng muối. Nước nãy giờ em nấu cũng sôi, giờ em dỡ nắp ra để em nêm luôn cả nhà. Em cho vô đây 3 muỗng hạt nêm. Tại vì muỗng này muỗng cà phê nhỏ thôi nha, cho 3 muỗng. Này em nêm đường phèn. Cho nó ngọt thanh. Bên đây thêm 2 muỗng muối bột. Cái này có gì thì hồi mình nêm lại. Cho vô xong rồi, giờ em đảo lên cho nó tan gia vị vô. Cái thịt heo này nãy giờ trụng chắc cũng được, để em nhắc xuống. Chẳng biết lửa trống á, em cũng bắt cái chảo lên, bắt nước lên để ngồi mình lột cái con sò.
thịt á, em trụng rồi em rửa lại cho nó sạch. Đó, em rửa nãy giờ cũng sạch rồi, giờ em cho vô luôn. Để sát góc không có danh. Cái sườn này thấy vậy nó cũng mau mềm. Nước tăm xanh. Rồi, giờ mình rửa giá cả nhà. Cũng mới ngâm nước muối nãy giờ được một chút à. Giờ mình rửa sơ cái vết ra. Đây em bầm miếng tỏi để hồi cái mình phi á, mình cho vô mình ăn miếng sò. Cái này mình phi á, mình không có cần là băm cho nó nhuyễn, vừa thôi. Giờ em cho một miếng dầu vô trong cái nước này để em trụng cái con sò cho nó đừng ở dính. Em cho xong rồi, đảo cho nó tan ra, kế bắt đầu em cho cái sò vô em trụng luôn. Con sò này mình trụng lâu lắm, cho nó nở. Trong thời gian chờ đợi cái con sò nó ấy, em bật lên để mà em thắng miếng tỏi phi kìa. Sấy tỏi phi tại em quên em mới thắng. Cái tỏi á, em phi nãy giờ cũng vàng, giờ em cho ra luôn. Đây là cái chén mình vớt, mình lấy cái xác lại thôi, có xài rồi cũng được. Đây em sắc chanh ớt luôn. Thịt này trên giấy thơm. Giờ em sắc cái hành lá luôn, lấy cái góc này hồi mình cho vô. Cái này mình sắc. Nước nãy giờ cũng được rồi, với lại thịt chín rồi. Giờ em cho cái củ cải đỏ vô luôn. Cải đỏ. Sớm giờ em trụng cái con sò này, em nấu giờ nó cũng nở đều hết trơn. Giờ em nhắc xuống em cho ra gỗ em rửa cho sạch, mình dọn em cho ra gỗ. Cái này hồi nào giờ mới làm lần đầu thất bại cả nhà. Nấu lâu quá. Giờ củ cải sớm á, em cho vô cũng chín, giờ em cho củ hành tây luôn. Củ hành tây này cũng lẹ chín, chút xíu là nó chín mình nhắc xuống rồi. Múc con sò cho vô tô luôn. Múc vậy một chút, ai có ăn thêm mà cũng thêm được.
cho miếng hành phi. Hành phi cho vô cái thôi. Còn cái thổi phi nãy em cũng có để riêng rồi. Cho vô sao. Em cho thêm chút tiêu luôn. Cái thôi. Đạp để không giúp thấy không. Lần đầu tiên là hơi lộng cộng. Giờ múc nước súp ra dọn ăn luôn. Mình bắt lên bếp cho nó nóng, ăn nó ngon. Mà nước súp này nãy em cũng có nêm lại, em cũng vừa ăn. Bắt lên bếp ra. Bạn sò sớm giờ em trụng thì cũng xong rồi, nước súp cũng chín rồi. Bây giờ em mời cả nhà dùng sò với gia đình em. Mời mẹ, mời anh Sơn với anh Thảo dùng sò. Mời cả nhà dùng sò nha. Mời hai dùng sò nha. Em chào cả nhà. Mời cả nhà ăn sò với em. Dạ, cảm ơn bác. Mời anh Hiền với anh Thảo. Dạ, em mời cả nhà dùng sò với mấy anh em. Nè, xin chơi trước đi. Được không? Để chán mấy cái đấy. Ban kêu chạy xe ôm cũng chạy luôn hả Thảo? Dạ. Để nè, cái giá này nè, cho nó bự để em đi lấy thêm cái giá bự nữa. Giá nhỏ trang lâu lắm. Mình còn cái giá lớn nữa mà, thấy không? Còn cái nóng. Cho anh Thảo thịt nhóc anh Thảo. Đây nè, có thịt này nè. Ăn này nước súp cho nhiều á, ăn cho nó ngon. Nên ảnh thôi. Bữa nay được rồi, nhiều lắm rồi. Từ từ anh múc thêm. Thịt nhiều lắm. Ăn đi đừng có ngại. Có tiêu, có chanh nè. Súp vừa ăn là ngọt ngọt. Cho vô miếng tiêu. Có hành nữa nè, ngò gí nè. Tại nãy không có cho vô nhiều, sợ người ăn được người không, cho nên không cho nhiều. Nhưng cứ để nó đi ăn được nhiều. Thêm vô. Em hả? Ngò gí hả? Ngò gí lá bên đây cộng. Bên đây. Cái nào cũng được. Có cái hành phi nè mẹ. Thấy không? Ừ. Mình hơi nhớ. Có tép gan nữa nè anh Thảo. Đây nè, anh bỏ đi nè. Tép gan để vô. Ở có mà anh Thảo thân ảnh cái tép gan không? Nó tép gan với ảnh. Tép gan của anh để vô. Giúp tương của anh. Mời cả nhà dụng sò. Cái này con sò hay con nuôi mà không? Rồi thì cái con nuôi, rồi cái con sò cũng thứ. Sò với nuôi cũng là nó luôn. Cái mềm hơn bả nhiều. Giá mềm á. Mềm mềm. Con mua chuông sườn không? Mà nấu cũng lâu, mà trụng cũng lâu.
Trải vô mềm tới à. Trang lên xin. Thịt nhóc luôn anh, đừng có ngại, ăn đặt. Mày nuôi về làm anh em mình ăn. Ừ. Ngon phải vừa mềm. Thấy nước hấp dẫn quá. Vừa ăn, ăn phải ăn. Rồi được không? Xanh trang nước ít vậy, nước súp còn nhóc luôn nè. Rồi, ăn thêm. Mình ăn hủ tiếu hay là ăn bún, ăn gì cũng vậy. Em cũng chịu trang nước súp nhiều à. Nước súp nhiều ăn nó ngon. Dễ ăn nữa. Bên đó có tiêu mình, nó có tiêu mình. Được. Để tiêu thành mình đi. Anh nói anh nhớ là em lấy hai dĩa. Dĩa được rồi. Tiền đó tiền luôn nó vui. Chị ba dạ. Chị ba cũng khỏe hả Thảo? Chị ba cũng mảnh mấy. Dạ mảnh mấy. Mảnh mốt. Không, 70. Mua cái sườn này ăn nó mềm mà nó béo ngon hơn cái thịt nạc. Ừ. Bắt ra ăn cái gì không? Còn ít nước súp này cho vô luôn cho đỡ nóng cái gì vậy? Phải lửa nó phàn lắm. Súp vừa ăn hả anh? Dạ. Để anh Thảo. Dạ. Ừ. Nước ngọt của em Cương ra. Ừ. Nhưng có củ cải đỏ nó cũng có trái cờ. Cũng là đỏ vô nữa. Hôm nay á, nấu cơm ăn hoài. Thôi nhà mua này về sẵn nấu vậy ăn sáng luôn. Nhưng mà cuối cùng mà lỡ dở rồi. Qua tới thành ăn trưa. Chắc này cũng chín giờ mấy. Con này chắc no tới chiều luôn đó anh. Ngon. Ngồi hay giấc sáng đó là gió đó. Gió dữ thần luôn. Mà tới trưa là đứng gió. Dím này ăn này nè nóng á. Mình để tiêu vô á. Dạ. Chỉ mình dễ ra lắm. Để ra mồ hôi lắm. Mồ đã. Thịt nhóc mà cút thịt tiếp. Làm thêm dắt nữa anh Thảo ơi. Rồi dữ lắm rồi. Quá phê rồi. Hồi nãy là em trụng, em mua nửa ký là về em trụng hết trơn luôn á. Quá trời cái tô của anh luôn. Tính ra nấu cái con sò này cũng lâu mà. Nấu biết lâu luôn. Con tưởng là trụng vô chút xíu là mềm. Ai ngờ đâu nấu cả tiếng đồng hồ. Nó no. Cái này nè phải ngâm trước, ngâm nước lạnh trước. Dạ. Nó nở ra rồi luộc nó mới mau.
sớm con không có ngâm, con tính là trụng được rồi mà sao để vô nấu cả tiếng hồ mới được. Con này là bình thường em ăn hết á, ăn ngon quá. Ngon quá, ăn hết trơn luôn. Dạ, ăn hết luôn nè, con ăn hết luôn. Chứ không phải đói quá hả? Trời đói ngon. Quá. Trời lâu quá đói. Dạ. Dạ anh Thảo có làm gì anh Thảo? Dạ vợ con làm công ty. Làm nhờ có anh Thảo phụ, lặt vặt cũng mau. Chứ có mình rồi, quay anh, tới quay lui hoài. Anh thì làm chuyện lặt vặt được chứ làm phải chính là chính luôn á. Anh Thảo nhà để là tính ra chị khỏe, làm đồ ăn đồ này kia giặt vũ rồi hết không? Vợ làm ty rồi mình phải đàn ông đa tài làm chứ. Chứ ba ngồi suốt ngày mệt rồi. Yeah, anh mệt rồi. Có chuyện nè. Rồi, cảm ơn Thảo nhìn. Đang này bổ. Nó vừa mềm đấy, ngon lắm. Cái nó mềm quá, nó ngon. Sao cho nhóc nó không nút vào trong. Con. Ở nhà thông cảm. Em ăn ngon quá, em ăn quá trời nhiều. Ngon rồi chú. Lâu lâu quang gió một cái đã không hả? Sao mùa này gió nó ngộ quá ha. Dạ. Nó đủ đủ hướng chưa? Nam Bắc thì có. Mỗi năm á, qua Tết đều đâu có gió nhiều vậy, mà năm nay qua Tết gió lại nhiều. Nước mặn nhiều quá. Gió nhiều nước mặn vô. Nhưng mà tao đóng cống chừng ha anh này. Dạ. Hôm nay tao cống, tao đóng rồi. Tao giữ rồi chữ. Bữa thấy xả nước nhiều lắm. Dạ. Tao rất giữ, giữ nước ngọt ha. Mà giữ nước ngọt, tao muốn xả lúa. Cái này nghỉ trả anh ơi, làm vụ này vụ cuối rồi. Mưa xuống. Dạ, rớt mưa xuống không? Rớt mưa bắt đầu trăm mét. Mưa cũng hơi dài đám nhưng ta mới dám trả. Dọn đất cho người ta mưa cái này ta. Chuẩn bị có ếch ăn nữa. Rớt hụt mưa xuống là có ếch nữa. Mưa xuống cái này mình đi kiếm ếch ha. Nếu mà mình đi kiếm ếch về nấu gì? Có cốc nữa. Cóc ăn ếch anh thầy. Dạ ăn ếch. Ếch nấu cờ ghi. Ngọt con thịt gà nhiều quá. Ngon nhiều. Mà tính ra cái con ếch nó sống dai không? Nắng nắng vậy nè mà chung vô trong hang nấp cho đã cái mưa là ra. Cái mưa cái nó gà. Khô cóc cảnh vậy mà. Cái ếch á mà ngâm gừng nó ăn như thịt gà nhé chú Sinh. Dạ. Ngọt nó ngon. Mà ngâm xả chứ không ngon bằng gừng. Dạ. Thấy người ta đi soi cóc quá nè, về nấu cháo cũng ngon. Em nghe con cóc này nãy giờ em không có ăn, không có bắt luôn nữa. Quá chí, thôi nha. Em sức một hồi mà. Đến giờ đó cả nhà, gia đình em ăn cờ cũng xong rồi. Thôi giờ em cũng xin cảm ơn quý bà, cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian ra mà xem clip ủng hộ cho gia đình em. Thôi giờ gia đình em cũng xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào. Bye bye.